Rồi này. ông Yeah, đóng máy rồi. Rồi, đóng máy rồi, vui không anh ơi? Được rồi. Vui này. Về chụp dung cho anh Pháp nhá. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo đây. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại trường Trung học Phổ thông Phương Nam mà mình sẽ đi thực hiện một cái chương trình của VTV Cap Thể thao TV. Đấy, những cái thử thách về thể thao liên quan đến bóng rổ và môn chuyên môn của mình là bóng bàn. Thì ngày hôm nay thì trong quá trình đi quay chương trình với cả ekip thì mình sẽ quay lại cái cuộc hành trình để cho các bạn xem nhá. Thực sự là ngày hôm nay thì rất là vui khi mình được mời làm nhân vật trải nghiệm của cái chương trình này. Thì mình sẽ được thực hiện những cái thử thách liên quan đến bóng rổ. Thì mình, đối với bóng rổ thì mình là một người kiểu chưa từng chơi bóng rổ bao giờ, nên mình cũng rất là lo lắng, mình không biết là mình có thể hoàn thành được cái thử thách không. Còn đối với bóng bàn thì, đấy, bóng bàn thì mình rất là tự tin, bởi vì bóng bàn thì là chuyên môn của mình rồi còn gì. Thì các bạn sẽ cùng xem nhá. Ngày hôm nay thì đồng hành cùng với mình sẽ là một anh. Nếu mà bạn nào mà hay theo dõi về bóng rổ ấy, thì chắc chắn là sẽ biết anh này, bởi vì anh đấy là bình luận viên bóng rổ Đức Bi. Đấy, thì ngày hôm nay thì anh đấy cũng sẽ là người trải nghiệm và tham gia cái thử thách của mình cùng với mình. Và cái chương trình này thì sẽ được phát trên VTV Cap, kênh Thể thao TV ấy, vào ngày mùng 8 tháng 3. Đấy, thì một lát nữa thì mình sẽ hỏi lại cái lịch và cái giờ phát sóng một cách chính xác và rõ ràng. Thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhá. Nên là nếu mà bạn nào muốn theo dõi cái chương trình này trên TV ấy, thì có thể là theo dõi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ làm một cái vlog để quay lại, chắc là chỉ quay sơ qua thôi về những cái trải nghiệm mà những cái mà mình sẽ quay ngày hôm nay. Và cái công tác chuẩn bị của cả một ekip, có biên tập viên này, quay phim này, rồi là rất là đông người, ekip như thế nào, thì mình sẽ chỉ quay sơ qua để cho các bạn biết được là khi mà người ta sản xuất một cái chương trình thì người ta sẽ cần phải có những cái gì, cần phải có những công đoạn gì. Ok. Ok, thì bây giờ bọn mình đang đợi máy quay đến để ekip chuẩn bị quay. Thì đây, giới thiệu với các bạn. Anh vào đây. Anh chào mọi người, kênh em đi anh. Kênh gì nhỉ? Trần Minh Phương Thảo. À, chào các bạn fan của Phương Thảo. Chúng tôi đang có mặt tại trường Phương Nam, một ngôi trường rất đẹp ở thành phố Hà Nội, để quay một chương trình cho bóng rổ TV. Các bạn nhớ bật kênh Thể thao TV để xem nhé. Anh không giới thiệu anh tên là gì à? Quên mất. Mình là Đức Nguyên, là vận động viên cũng như là một người làm về bóng rổ. Và rất mong là các bạn xem và sẽ thích chương trình này của chúng tôi. Các bạn thấy anh này có đẹp trai không? Quá đẹp trai. Quá đẹp trai. Thì bây giờ bọn mình đang đợi để quay. Một lát nữa thì anh ấy sẽ là người đưa ra những cái thử thách về bóng rổ cho mình. Nói chung là mình rất là hồi hộp, bởi vì là mình không biết là mình có làm được không. Mình không hay chơi bóng rổ lắm. Anh biểu diễn ném vài quả cho các bạn xem đi anh. Điều buồn nhất khi mà tôi có mặt đây đấy là tôi lại có gia đình mất rồi. Thật á? Anh có gia đình rồi á? Ui. Trời ơi, bạn nào mà, bạn nữ nào mà theo dõi video này thôi, đừng xin info làm gì nhá. Anh ơi, con anh bao nhiêu tuổi rồi anh? Cháu nó đi học được ở lớp 7 đấy bạn. Đấy, cháu đây. Đây hả? Đâu anh. Cháu màu xanh à? Đây, anh màu xanh là con anh hả? Chào cô đi con. Con chào cô. Con chào cô. Anh ơi, chào các bạn đi anh. Xin chào các bạn nhá. Xin chào các bạn của gì ở kênh của em là Trần gì? Minh Phương Thảo. Trần Minh Phương Thảo nhá. Anh này cũng là một anh là bình luận viên bóng rổ đúng không? Cũng là một bình luận viên bóng rổ. Anh là con của chú kia chú. Con của chú Đức. Anh này con của chú Đức. Chú Đức là tôi mà chú 22 tuổi rồi. Anh em hỏi thật, anh có gia đình thật rồi á? Em hỏi thật đấy. Thật mà. Wow. The Lost of the Ring. Đấy, còn nhẫn rồi nhá, đây các bạn nhá. Đây bây giờ anh biểu diễn nha anh, dẫn bóng ném cho các bạn thưởng thức. Ui. Các bạn hãy tôi thì vượt qua con trai tôi. Vượt qua sắc rồi. Bây giờ ném 3 điểm, ném bao giờ vào thôi nhá. Không về đi. Đâu anh ném 3 điểm em xem nào. Ui dồi ôi. Ngày hôm nay thì bọn mình sẽ thực hiện cái thử thách bóng rổ này. Sau đó là sẽ thực hiện cái thử thách về bóng bàn nữa. Đây là những cái bàn bóng bàn đây rồi. Em thử bạn. Nói
ơi, anh tí nữa tử thi đấu với em xem. Bóng rổ thì có thể là mình thua anh Đức, nhưng mà riêng bóng bàn thì chấp 5 quả. Theo quan điểm của anh thì bóng rổ chưa sao mà thua đâu. Thế cơ. Hà Đông Lion, tạm biệt tiếng Việt là sư tử Hà Đông. Đội trưởng đội Hà Đông Lion ạ. Đây thì đây là trường học các bạn ấy đang ra chơi. Có một vài bạn ấy cũng nhận ra mình, gọi mình chị Thảo ơi cái kiểu. Mọi người đang chơi bóng rổ này. Bọn mình vẫn chưa quay được vì là ekip máy quay các kiểu vẫn chưa đến. Nhưng mà đây là cái bảng bóng bàn đã để ra đây rồi, xếp ra đây rồi. Bóng rổ. Mệt đâu anh? Bây giờ thì ekip đã bắt đầu bấm máy rồi nhá. Đầu tiên sẽ là những cảnh quay của anh Đức Bi trước. Ném rổ ở đây, các anh quay phim ở đằng xa xa đây kìa. Đẹp dai lên, đẹp dai lên nhỏ trong đường năm anh. Máy này đã ăn hết rồi. Máy này đã làm. Bây giờ là mấy giờ rồi anh nhỉ? Làm ít bóng hồng ấy. Hơn 12 giờ đúng không? Rồi tay thỏ đấy. Các bạn ơi, bây giờ là 12 giờ 40 rồi và ekip thì vẫn chưa quay xong. Đây. Ồ, mình vẫn đang tiếp tục quay. Mình với anh Đức vừa mới hoàn thành được một vài cái cảnh quay đầu tiên thôi. Mà toát hết cả mồ hôi rồi. Mệt không anh? Đừng các em lại hết mệt. Thực sự là rất là mệt các bạn ạ. Và mình nghĩ là chắc phải đến chiều mới xong. Tất cả mọi người thì vẫn đang rất là miệt mài, chăm chỉ làm việc. Một chương trình chỉ có mười mấy phút thôi, mình quay mấy tiếng ấy, từ sáng đến trưa bây giờ vẫn chưa xong này. Và thậm chí là đến chiều còn chưa được ăn gì luôn, em cũng đói. Anh Đức anh ấy uống hết không biết là bao nhiêu chai nước rồi. Ok các bạn, như vậy là bây giờ đã là 4 giờ rồi và ngày hôm nay thì bọn mình đã quay liên tục 6 tiếng. 6 tiếng liên tục. Đây là anh Hiếu, anh là biên tập viên. Là người chịu trách nhiệm. Thực sự là bây giờ thì ekip vẫn còn đang quay đây. Các bạn nhìn này, vẫn đang miệt mài. Các bạn có thể thấy là một cái chương trình truyền hình phát sóng trên TV ấy, các bạn nhìn nó chỉ tầm 15 phút nhưng mà quay rất là mệt. Thực sự là đến bây giờ thì mình cực kỳ mệt rồi. Mình trưa nay thì bọn mình đã ăn bánh mì và mình còn uống nước tăng lực để có thể khỏe hơn. Bây giờ mình rất là mệt rồi. Và có rất là nhiều những cái thử thách thú vị. Thế nhưng mà mình chưa thể quay cho các bạn xem được. Mình chưa bật mí cho các bạn được. Mình chỉ quay một ít thôi. Đó, không biết là đóng máy rồi nè. Yeah, đóng máy rồi. Anh chụp anh Đức vâng. Đóng máy rồi. Đóng máy rồi, vui không anh ơi? Đức ơi. Về chúng dung cho anh Pháp nha. Chụp ảnh đi. Về chúng dung thêm nha. Mình đã đóng máy rồi. Như vậy là xong một ngày quay rất là mệt nhưng mà cực kỳ vui. Ok, và nếu các bạn cũng muốn xem kỹ hơn về cái thử thách ngày hôm nay thì hãy nhớ đón xem vào ngày 8 tháng 3 nhá, trên kênh Thể Thao TV. Thôi bây giờ chào tạm biệt các bạn, mình sẽ phải đi về thôi, mệt quá, bây giờ thực sự là muộn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhá. Xin chào.